Hello, chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay giờ này nắng nóng các bạn ơi. Nắng nóng thì mình sẽ ăn sẽ uống nước, mà hôm nay mình sẽ không uống nước. Mình sẽ làm một cái mâm đá bào siro khổng lồ, làm cái hình như là kim tự tháp vậy bạn. Ok, giờ mình sẽ vô và mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên liệu mình làm nha. Máy này bào nhanh. Để vô cái là xong. Ok, giờ đây bọc đây, về bỏ thôi, làm thôi. Bọc bự chán luôn. Cái thì đá bào mình cũng mới vừa đi bào về các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để trong thùng nha. Chứ để ngoài trời nắng hay gió nó dễ tan lắm. Mình để đây chút xíu rồi mình sẽ đem ra rồi mình làm nha các bạn. Ok, thì siro mình có mua 3 màu các bạn. Màu cam, màu đỏ và màu xanh nha. Đây là một hộp sữa nữa. Thì nước đá nhà mình không có đá bào, nhà mình không có đồ bào. Thì mình ra tiệm mình nhờ người ta mua đá bào mình về mình làm nha các bạn. Đây ba màu rất là đẹp luôn. Ok, giờ đá bào mình sẽ làm tạo hình kim tự tháp trước các bạn. Đây cái này nó nhanh tan lắm. Ấy da, ấy da. Ok. Cái kim tự tháp là cái vinh nhọn màu vàng. Giờ mình đổ màu xanh trước đi. Ok, thì cái hình hài của đá bào siro kim tự tháp mình đã hoàn thành các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chế xung quanh này trước nha. Ủa, bật phát lỗ nữa. Có lỗ. Để con lấy ra cho con kể cái gì với này không. À, có cái nắp này các bạn ơi. Mình chưa có kinh nghiệm rồi, em rút cái đó luôn. Em hay quá. Hay lắm em ơi. Đó, bây giờ sẽ đổ màu xanh trước nha. Đổ dần dần kim tự tháp. Thồn quá nên cái siro này thồn quá trời rồi. Rồi màu đỏ. Đẹp quá. Rồi sữa đó mình chế vòng vòng. Vòng vòng sao? Hấp dẫn quá. Mấy con ngon không? Ngon, siro đá bào cũng ngon. Cái này cái tuổi thơ anh là anh thích nhất luôn hồi xưa đó. Có hai xài 200 đồng mà mua cây siro đá bào là mình muốn chết luôn. Ở trên phải bầu vàng nha các bạn. Cái đó đẹp. Quá đẹp luôn, chắc ngon lắm. Trời nắng nóng các bạn, mình sẽ ăn cái món này là rất là hợp lý luôn nha các bạn. Mình đổ cho nó đầy luôn. Này siro dùng nhiều rồi cho nó ngon, có gì đâu. Ok, ba màu, đẹp không? Đổ sữa lên, dòng đó. Rồi sẽ đổ sữa lên là có thể thích nước được các bạn. Sữa vẫy xung quanh kim tự tháp. Ok, sữa đó thôi, tại vì cái này nó ngọt à. Để ở trên này nữa nè. Thôi kim tự tháp để màu vàng quá đẹp. Ok, quá đẹp luôn. Ok, thì sau khoảng thời gian cũng không lâu các bạn ơi. Thì cái mâm siro đá bào kim tự tháp mình đã hoàn thành. Thì các bạn, phía trên mình để cái màu vàng này cho nó giống kim tự tháp nha. Còn phía dưới để màu đỏ, còn cái nền xanh xanh ấy, tưởng tượng là đất đi. Rồi mình chế miếng sữa đó rất là ngon lắm bạn. Giờ mình ăn đâu chứ là ăn nhanh gọn chứ là ổn. Mình mời các bạn chứ. Ăn miếng chân này. Rồi màu đã.
đẹp, anh chọn màu lại cho nó đẹp. Đây mời bạn nha. Mắt lạnh luôn á. Đây mời bạn nha. Quá đẹp luôn. Giờ mình ăn bình hông kim tháp trước. Giờ đóng cục luôn bạn. Trời nắng nóng con mắt lạnh đã. Đã. Ngon à. Đây cái này mình phải là đánh nhanh rút gọn mới sao. Này nước đá này nó nhanh tan lắm. Nên mình phải tranh thủ. Mời bạn nha. Phía dưới này nó thơm dứa. Mình ăn này mình nhớ lại tuổi thơ mình hồi đó mua cái ly chút xíu à, 200 đồng. Đi học mà khi mà được một ly đá bào là dầm ngang dầm này nó ra nước hết rồi, hút từ từ sợ ăn sợ hết á. Này đúng là quay về tuổi thơ luôn á. Hồi đó em có ăn gì không? Có. Đi học toàn ăn cái này không. Hồi đó ăn người ta bán chút xíu à, hôm nay 200 quốc khủng lồ luôn. Nè em ăn một miếng màu xanh em, màu xanh là màu hy vọng em, không biết cảm ơn gì chứ bởi gì buồn chứ. Hay mời bạn nha. Bây giờ cứ nghĩ sao đút vô họng một họng này em nói cảm ơn quên một họng này họng nó nói gì được đâu. Kim tự tháp đẹp thiệt, ba màu. Hồi chưa các bạn, người ta bán đá bào á, người ta có miếng dán rồi có cái lưỡi á, đá bào sẹt sẹt sẹt, không phải như bây giờ nó tân tiến như bây giờ đâu. Hồi nãy mình đi mua đá bào á, người ta có máy bào đút vô é, cái này quay chút xíu ở trong rồi. Còn đá bào hồi xưa cầm cũng đá dài các bạn, đá bẻ nó cầm nó sướt nè, mấy nó ra được đá nhuyễn vậy các bạn. Ăn đá bào phải cạo nha. Đây mời bạn nha. Kim tự tháp ngon không? Cào từ trên xuống dưới. Cái này mình dành cho nó ra nước, tan nước nhiều đúng không? Mắt lạnh đúng không bạn? Mình nói đi học. Ăn được cái này mừng thấy bà luôn. Mình cào gì mình ăn ba lớp luôn, ăn màu xanh, màu đỏ, màu vàng luôn. Cái này giống cái nhìn giống cái đèn tín hiệu giao thông quá. Thanh đỏ vàng. Cái này màu hồng mà sao giờ nó ra màu đỏ luôn rồi. Ngon. Ngọt quá. Mát nữa. Nhắc chưa mà cái này là khỏi vàng luôn. Quá báo mát luôn. Ăn hết cây này em ơi. Ăn hết cây kim tự tháp. Hồi đó như đá bào nó có làm như kem đúng không? Ừ. Nọc núp liếm. Ăn cỡ hết. Khi rồi táp ba màu nó quẹt nè, em mới đã đó. Mời các bạn nha. Chứ là hồi đó người ta quay bán tại chỗ có mấy ông chạy xe đạp á. Lúc cái thời mình lúc 20 năm này dưới các bạn à, mấy ông chạy xe đạp có thùng bốn sao á, rồi có cái chuông làm ten 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 á, là mấy ông nó bán cái bào à. Hiện tại vẫn còn mà không còn cái nó như hồi xưa cái bàn bào nữa. Giờ thời đại giờ tân tiến rồi, người ta xài đồ máy móc mà. Ủa kia thì táp nó là hình vuông, đúng rồi, hình tam giác bốn góc bốn cạnh, mà hình cái người táp người ta cũng làm bằng đá, mà của chúng ta bằng đá xanh. Bằng đá gì không biết, cái này của mình bằng đá đá lạnh. Cương cương. Nó đẹp đẹp nè. Nếu mà cái kim tự tháp á, phía dưới chân nó có cỏ xanh thì mới đẹp đúng không? Mà kim tự tháp ở bên này cạp không? Xung quanh toàn là cát không à? À quá trời. Ngọt ngọt. Cái mùi là mùi dứa nè. Cái mùi này như mùi cam phải không? Cam. Còn cái này mùi dâu nè. Ăn miếng nào mới hết.
Chigo đã bào sữa. Mắc lại lắm bạn. Cái này mà đang làm khát khát nước mà thấy mình ăn như vậy á, rất là thèm luôn, thèm nước. Tại vì hiện tại là mình đang làm á 12 giờ luôn, 12 giờ mấy luôn, nắng nóng à. Nếu cái mùa này nè, cái mùa này nắng nóng ghê hồn luôn. Giờ vuốt vào cái kia bà tám nó nhộng quắc luôn. Nãy giờ mình đứt, cái giờ mình không ngồi, giờ mình không đứt mình nè. Cái này đúng chất là quay về để thơ luôn à. Mình ăn cảm ơn cái đi rồi cho ăn. Cảm ơn vợ. Cũng vậy đi. Rút có đại họng luôn. Hồi nãy mình rút cho em vậy đó, rồi kêu Hello. Em cảm ơn. Nó lạnh nó mẹ không đó luôn. Nó lạnh tới đậu. Nó cứng hàm luôn á. Bài hồi lâu lâu dạo mình làm mà mình gái. Nó lạnh lên tới đầu cái món ác của bạn. Rồi nó cứng hàm luôn. Các bạn nghĩ đó, bà đi luôn, nó lạnh cái cỡ nào. Khoái cười. Thì thấy cái cây như đây màu vàng nó thèm cũng chết luôn. Hồi nãy mình chế xung quanh đó đầu đá bào á, ô siro nó thấm dịch vô tới chồng này luôn ha. Em đang bứt một cục lúc này luôn nè. Cái vị màu vàng này các bạn, nó vị chua, chua ngon lắm. Đúng là cam. Ăn vị này là dâu nè, còn nó vị như này là thơm, thơm mùi thơm dứa. Ngon. Nó mát nữa. Mình rất thích như vậy luôn. Vô đó bà cũng ta hồi xưa đâu phải vậy bà. Thì ra chỉ bán cho mình có một màu với hai màu thôi. Vì không có sữa nữa. Còn cái này mình bổ sung thêm sữa vào. Nó có vị béo béo, cái sữa ngon lắm. Với cái màu nó rất là đẹp nữa. Nó bà mình chỉ quay về tuổi thơ thôi. Những bạn lúc cái thời mà 8x9x của mình á, 8x chứ, 8x 10x á, mới biết những cái loại đó. Nó bào mà nó bào bằng cây đó, bào đó nó bẻ mà hiện giờ vẫn còn. Ăn này là nhớ lại từ thơ. Thì đó đi học đâu phải như bây giờ đâu. Nó đi học thì được 200 đồng các bạn. Có khi có bữa không có tiền nữa để đi học luôn á. Chỉ ăn cơm nguội là đi học thôi. Rồi bữa nào mà mẹ có tiền là cho được 200 đồng nó mừng lắm. Là 200 đồng nó đi học mua ăn đủ thứ luôn các bạn, chứ không phải là ăn một thứ như giờ. Giờ 200 đồng nó trong đầu là không mua được chi nữa đâu. Nó nít luôn nè, dám gình nó lên luôn á. Nó cứng lại nữa. Hồi nãy biết không, các bạn biết không, mình không dám làm ở ngoài à. Trời nắng với gió, nắng gió thổi nó dễ tan hơn. Nên mình vô phòng rồi, hai chồng mình đóng vô phòng, đóng cửa phòng lại làm. Nó không bị tan mà nó vẫn còn nguyên vậy luôn. Thì ở ngoài trời hiện tại nó nắng, nắng nóng rồi thêm gió nha, nắng nóng gió nó thổi nó là tan nhanh tan lắm. Ok thì clip của mình của hai chồng mình tới đây cũng xin tạm dừng. Thì hôm nay trải nghiệm ăn cái món siro đỗ bào, còn nhớ về cái tuổi thơ 20 năm về trước bạn. Rất là hồi xưa thì cực khổ, bây giờ thì cũng còn cực khổ, mà hồi xưa lúc nhỏ mà đâu ăn được đá bào được cái khổng lồ gì đâu. Thì hiện tại giờ tới giờ được mới được ăn đá bào nó mới lớn, thì rất là vui luôn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video mình tới đây. Nếu bạn thấy hay, like chia sẻ ủng hộ mình để mình có động lực làm những video hay hơn nha. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và may mắn trong cuộc sống nha. Bye bye các bạn.